Lặn biển cùng cá mập y tá tại rạn san hô Caribbean, rạn san hô Belize Ambergris Cay. Rạn san hô Belize là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới để trải nghiệm lặn biển với cá mập y tá. Những sinh vật hiền lành này thường lơ lửng dưới đáy biển, thân hình mượt mà uốn lượn giữa những rạn san hô đầy màu sắc. Khung cảnh tuyệt đẹp của rạn san hô ở Caribbean làm nền cho chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú, nơi mà từng nhánh san hô như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, chiếu qua mặt biển xanh ngọc. Cảm giác bơi cùng cá mập y tá, nhìn chúng di chuyển thanh thoát và bình tĩnh là một trải nghiệm đầy kỷ niệm, vừa kỳ bí, vừa gần gũi với thế giới dưới đại dương. Mỗi khoảnh khắc lặn xuống dưới mặt nước là như bước vào một thế giới khác, nơi sự sống biển trở nên phong phú và đầy mê hoặc. Cá mú khổng lồ tại rạn san hô Osprey and Codhole, Great Barrier Reef. Tại Codhole, một trong những điểm lặn nổi tiếng nhất của Great Barrier Reef, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những con cá mú khổng lồ, hay còn gọi là Potato Cod. Với kích thước to lớn và khuôn mặt dữ dằn, chúng tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ dưới làn nước xanh thẳm. Được quay bằng máy Red Camera, từng chi tiết của rạn san hô và những con cá mú hiện lên sắc nét và sống động, như thể bạn đang tận mắt chứng kiến sự uy nghi của biển cả. Cá mú Potato Cod là một biểu tượng của rạn san hô này. Chúng xuất hiện giữa các tảng đá san hô khổng lồ, di chuyển chậm rãi nhưng không kém phần oai vệ. Với thân hình to lớn nhưng tính cách lại khá thân thiện, chúng thường bơi đến gần các thợ lặn, tạo nên một khoảnh khắc giao tiếp đầy thú vị giữa con người và thiên nhiên. Giữa làn nước trong xanh và yên ả của rạn san hô, những con cá barracuda khổng lồ, nổi bật với cơ thể dài và bóng bẩy, di chuyển uyển chuyển giữa dòng nước. Với hàm răng sắc nhọn và vẻ ngoài đáng sợ, chúng là những kẻ săn mồi đáng gờm của đại dương. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu qua mặt nước, thân hình bạc lấp lánh của chúng càng trở nên nổi bật, tạo nên một cảnh tượng mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Cảm giác được bơi gần những sinh vật hoang dã này là một trải nghiệm đầy phấn khích khi bạn vừa cảm nhận sự nguy hiểm, vừa ngưỡng mộ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Những con cá barracuda lướt nhẹ qua rạn san hô mang theo dáng vẻ quyền lực và bí ẩn của đại dương sâu thẳm. Rạn san hô, cuộc sống biển của các loài cá nhiệt đới. Dưới làn nước xanh thẳm của biển nhiệt đới, rạn san hô như một thành phố sôi động dưới lòng đại dương. Những loài cá nhỏ đủ màu sắc bơi lội quanh các tảng đá san hô tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Các loài cá nhiệt đới, từ cá hề, cá thiên thần cho đến cá vẹt, đều sống hòa hợp trong môi trường đa dạng này, mang lại sức sống và sự phong phú cho hệ sinh thái biển. Được quay dưới nước với chất lượng cao, từng chi tiết về cuộc sống của sinh vật biển hiện lên sống động và chân thực. Mỗi khoảnh khắc khi các đàn cá di chuyển giữa những rạn san hô là một màn biểu diễn tuyệt vời của thiên nhiên. Bạn sẽ bị cuốn hút bởi màu sắc rực rỡ và sự phong phú của đại dương qua những cảnh quay chân thực và tuyệt đẹp. Cá trình tổ ong trên rạn san hô. Cá trình tổ ong với thân hình dài và họa tiết đặc trưng giống như tổ ong trên da là một trong những loài sinh vật bí ẩn của biển. Nằm ẩn mình giữa các rạn san hô, chúng lặng lẽ quan sát xung quanh, chờ đợi con mồi tới gần. Hình ảnh của chúng uốn lượn giữa những khe đá san hô, thân hình uyển chuyển như một vũ công dưới nước, mang lại cảm giác vừa kỳ bí vừa quyến rũ. Cá trình tổ ong thường xuất hiện vào ban đêm hoặc khi nước yên lặng, tạo nên một khung cảnh đầy tĩnh lặng, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Những cảnh quay dưới nước của loài cá này đưa khán giả đến gần hơn với thế giới dưới đại dương, nơi sự im lặng và vẻ đẹp của thiên nhiên được hòa quyện hoàn hảo. Cá mập rạn san hô trắng. Cá mập rạn san hô trắng với cơ thể thanh mảnh và bộ răng sắc nhọn.
là một trong những loài săn mồi nổi tiếng của đại dương. Chúng thường xuất hiện ở các rạn san hô, nơi mà thức ăn dồi dào và môi trường lý tưởng cho chúng sinh sống. Dưới nước, chúng di chuyển một cách nhanh nhẹn nhưng không kém phần uyển chuyển, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp về sức mạnh và sự uy nghiêm của loài cá mập. Những cảnh quay cận cảnh về cá mập rạn san hô trắng cho thấy rõ sự tinh tế và sắc bén trong từng động tác của chúng, từ ánh mắt đến cách chúng săn mồi. Đây là một loài cá mập hiếm thấy nhưng lại vô cùng hấp dẫn, khiến bất kỳ ai khi gặp gỡ chúng cũng phải ngạc nhiên và kinh ngạc trước vẻ đẹp hoang dã và đầy bí ẩn của đại dương. Mỗi phân đoạn này sẽ tạo nên một bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp về sự phong phú và kỳ diệu của các loài sinh vật biển, từ các loài cá mập, cá mú, cho đến các loài sinh vật nhỏ hơn như cá trình hay cá mực, tất cả cùng hòa quyện tạo nên một thế giới dưới nước đầy sống động và mê hoặc. Hình ảnh bạch tuộc săn mồi trên rạn san hô là một màn biểu diễn tuyệt vời của tự nhiên. Trong cảnh quay chậm, bạn sẽ thấy sự linh hoạt và trí tuệ của loài bạch tuộc khi nó biến hình để hòa vào môi trường, sử dụng khả năng ngụy trang hoàn hảo để tiếp cận con mồi. Với thân hình mềm dẻo, bạch tuộc di chuyển một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên nhẫn, từ từ kéo những chiếc xúc tu dài của nó về phía con mồi mà không để lại dấu vết nào. Được quay với chất lượng cao bằng máy Red Camera, mỗi chi tiết về cơ thể của bạch tuộc, từ những chiếc xúc tu đầy rác bám cho đến những chuyển động tinh tế khi nó săn mồi, đều hiện lên rõ ràng và chân thực. Đây không chỉ là một khoảnh khắc ấn tượng về sự sống dưới biển, mà còn là minh chứng cho trí tuệ và sự khéo léo của loài bạch tuộc trong tự nhiên. Tôm tít công trên rạn san hô. Tôm tít công là một trong những sinh vật kỳ lạ và tuyệt đẹp nhất dưới đại dương. Với lớp vỏ màu sắc rực rỡ và đôi mắt phức tạp có khả năng nhìn được nhiều màu sắc hơn con người, tôm tít công di chuyển qua các rạn san hô như một viên ngọc quý của biển cả. Chúng nổi tiếng với tốc độ tấn công nhanh như chớp và cú đấm mạnh mẽ có thể làm vỡ vỏ của các loài giáp sắc khác. Những cảnh quay cận cảnh về tôm tít công cho thấy rõ sự tinh vi trong cấu trúc cơ thể và khả năng săn mồi của loài này. Đôi mắt như viên ngọc của chúng không chỉ đẹp mà còn vô cùng nhạy bén, giúp chúng quan sát và tính toán khoảng cách chính xác trước khi ra đòn. Tôm tít công là minh chứng cho sự phong phú và đa dạng đáng kinh ngạc của hệ sinh thái rạn san hô, nơi mà mỗi sinh vật đều mang trong mình những khả năng đặc biệt để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này. Cá lớn là những kẻ săn mồi đầy ấn tượng của đại dương, và việc chứng kiến chúng di chuyển qua các rạn san hô Caribbean là một cảnh tượng không thể bỏ lỡ. Với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt to, chúng tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ và đáng sợ. Những con barracuda thường lướt nhẹ qua những rạn san hô với tốc độ đáng kinh ngạc, tìm kiếm con mồi hoặc đơn giản là tuần tra vùng biển của chúng. Chúng thường bơi đơn lẻ hoặc trong những nhóm nhỏ, mang lại cảm giác vừa nguy hiểm vừa bí ẩn. Ánh sáng chiếu qua mặt nước phản chiếu lên thân hình bạc lấp lánh của barracuda, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Những cảnh quay dưới nước của loài cá này không chỉ làm nổi bật sức mạnh của chúng, mà còn cho thấy vẻ đẹp kỳ diệu của tự nhiên, khi mà ngay cả những kẻ săn mồi đáng gờm cũng mang trong mình sự hấp dẫn không thể chối từ. Lặn biển cùng cá mập y tá tại biển Caribbean, rạn san hô Billy. Trải nghiệm lặn biển tại rạn san hô Billy là một hành trình tuyệt vời vào thế giới dưới nước, nơi bạn có thể bơi cùng những con cá mập y tá hiền lành. Không giống như những loài cá mập hung dữ khác, cá mập y tá khá bình tĩnh và thân thiện,
Chúng thường lười biếng nằm dưới đáy biển hoặc nhẹ nhàng bơi qua những rạn san hô đầy màu sắc. Khi bạn lặn xuống dưới nước, cảm giác hòa mình vào không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của nước và những chuyển động nhẹ nhàng của sinh vật biển tạo nên một trải nghiệm thư giãn và gần gũi với thiên nhiên. Những con cá mập y tá có vẻ ngoài cồng kềnh nhưng lại rất dễ mến, mang lại cho bạn cảm giác an toàn và thú vị khi được tận mắt chứng kiến chúng trong môi trường tự nhiên. Đây là một chuyến phiêu lưu mà bất kỳ ai yêu thích biển cả và sinh vật biển không thể bỏ qua. Tại khu bảo tồn biển Ho Chan, rạn san hô rực rỡ như một khu vườn dưới nước, nơi mà hàng ngàn loài cá nhiệt đới, đặc biệt là cá hồng, bơi lội khắp nơi. Cá hồng với thân hình màu vàng rực và những sọc ngang màu bạc tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa không gian xanh thẳm của biển. Chúng thường bơi thành đàn lớn, di chuyển nhịp nhàng giữa các rạn san hô như một màn trình diễn nghệ thuật sống động. Sự kết hợp giữa màu sắc tươi sáng của san hô và các đàn cá hồng bơi qua tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục dưới lòng đại dương. Cảm giác lặn những sinh vật sống động này là như lạc vào một thế giới khác, nơi mà mỗi góc nhìn đều đầy ắp sự sống và năng lượng. Với mỗi chuyển động của các đàn cá, rạn san hô như bừng sáng lên, mang lại cảm giác yên bình và phấn khích cùng lúc. Quanh Akumao Bay là nơi lý tưởng để quan sát rùa biển xanh trong môi trường tự nhiên của chúng, với những rạn san hô và cỏ biển xanh tươi là nơi chúng thường kiếm ăn. Đây không chỉ là một cơ hội để khám phá vẻ đẹp của đại dương, mà còn là một hành trình tìm hiểu về những sinh vật hiền lành và quý giá này trong hệ sinh thái biển. Cá mập rạn san hô xám với vẻ ngoài mạnh mẽ và dáng bơi uyển chuyển là một trong những loài săn mồi nổi bật của rạn san hô. Chúng thường được nhìn thấy ở các vùng nước ấm nông gần các rạn san hô, nơi mà chúng săn mồi và tuần tra lãnh thổ. Với thân hình thon dài và màu sắc xám bạc dễ nhận diện, loài cá mập này tạo nên một cảnh tượng ấn tượng khi lướt qua những rạn san hô đầy màu sắc. Cá mập rạn san hô xám có tính cách cảnh giác nhưng cũng khá tò mò, thường xuất hiện gần các thợ lặn nhưng giữ khoảng cách an toàn. Cảnh quay cận cảnh cho thấy sự uyển chuyển của chúng khi bơi nhẹ nhàng qua các rạn san hô với ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh. Sự hiện diện của cá mập rạn san hô xám là biểu tượng của sự cân bằng trong hệ sinh thái biển, nơi mà mỗi loài đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống dưới nước. Tại vùng biển Caribbean, khu vực gần Akumal Bay là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích lặn biển và gặp gỡ loài rùa biển xanh khổng lồ. Những sinh vật hiền lành này bơi lội tự do giữa những rạn san hô của rạn san hô Maya vĩ đại, đôi khi kèm theo những con cá ép bám theo thân mình. Khi lặn biển ở đây, bạn sẽ bị cuốn hút bởi sự nhẹ nhàng và thanh bình của rùa biển xanh với vỏ cứng, bóng loáng và những cử động chậm rãi nhưng đầy duyên dáng. Cảnh tượng này mang lại cảm giác thư thái khi bạn hòa mình vào không gian yên bình dưới nước, nơi mà mọi thứ diễn ra chậm rãi và hài hòa.
Bên cạnh rùa biển, sự xuất hiện của cá ép, loài cá thường bám theo rùa để kiếm ăn, tạo nên một mối quan hệ cộng sinh thú vị, là một minh chứng sống động cho sự cân bằng tự nhiên trong đại dương. Rùa biển Hawksbill bơi trên rạn san hô Maldives. Maldives không chỉ nổi tiếng với nước biển xanh ngọc bích, mà còn là nơi cư trú của loài rùa biển Hawksbill quý hiếm. Những con rùa này thường được bắt gặp đang bơi lội tự do quanh các rạn san hô. Với thân hình dẻo dai và những chiếc vảy vàng đậm xen lẫn đen trên vỏ lưng độc đáo, rùa biển Hawksbill là biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ. Chúng dễ dàng lướt qua những rạn san hô dày đặc với những cử động nhẹ nhàng nhưng uyển chuyển. Khung cảnh của rùa Hawksbill bơi qua những san hô đầy màu sắc dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua mặt nước là một cảnh tượng tuyệt đẹp và đầy cảm hứng. Được bảo vệ nghiêm ngặt bởi luật pháp, loài rùa này không chỉ có giá trị về mặt sinh thái mà còn là biểu tượng của sự bảo tồn đại dương, mang đến thông điệp về việc giữ gìn và bảo vệ các sinh vật biển quý giá. Lặn ngắm rạn san hô. Lặn ngắm san hô là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất dưới đại dương, mang lại cảm giác như bước vào một thế giới khác, nơi màu sắc và sự sống tràn ngập mọi nơi. Tại những vùng nước ấm áp, rạn san hô như một khu vườn dưới nước, với những tảng san hô đầy màu sắc trải dài dưới làn nước trong xanh. Những sinh vật biển nhỏ bé, từ cá hề cho đến những loài động vật giáp xác, tạo nên một hệ sinh thái sống động và phong phú. Khi lặn ngắm san hô, bạn sẽ thấy các loài cá bơi lội xung quanh, di chuyển nhẹ nhàng giữa những nhánh san hô. Ánh sáng mặt trời chiếu qua mặt nước, phản chiếu lên những tảng san hô, tạo ra một khung cảnh lung linh và huyền ảo. Đó là khoảnh khắc mà bạn hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp của biển cả, nơi mọi thứ đều hòa quyện một cách hoàn hảo, mang lại cảm giác bình yên và thư giãn. Cá trình moray khổng lồ bơi trên rạn san hô. Maldives. Cá trình moray khổng lồ với thân hình dài và uốn lượn là một trong những loài sinh vật biển độc đáo và bí ẩn nhất của đại dương. Tại Maldives, bạn có thể nhìn thấy chúng bơi lướt qua các rạn san hô hoặc ẩn mình trong những khe đá chờ đợi con mồi. Những chiếc hàm lớn và đôi mắt nhỏ nhưng tinh nhanh của cá trình moray tạo nên một sự tương phản thú vị, khiến chúng trở thành những kẻ săn mồi đầy kiên nhẫn và nguy hiểm. Tuy có vẻ ngoài dữ tợn, cá trình moray thường khá nhút nhát và chỉ tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Cảnh quay cận cảnh cho thấy rõ những chuyển động, uyển chuyển của chúng khi uốn lượn qua các rạn san hô tạo nên một hình ảnh đầy mê hoặc về sức mạnh và sự linh hoạt của sinh vật biển này. Đây là một trải nghiệm khó quên khi bạn được chứng kiến sự kỳ diệu và vẻ đẹp đầy bí ẩn của cá trình moray trong môi trường tự nhiên của chúng. Nhiều thợ lặn và đàn cá mập lớn trước buổi cho ăn. Trong những khoảnh khắc kịch tính của thế giới dưới biển, cảnh tượng nhiều thợ lặn tập trung dưới nước, quan sát đàn cá mập lớn trước buổi cho ăn là một cảnh tượng hùng vĩ và gây hồi hộp. Cá mập, những kẻ săn mồi mạnh mẽ của đại dương, tụ tập thành từng đàn lớn, lặng lẽ bơi lội xung quanh, chờ đợi bữa tiệc sắp diễn ra. Những thợ lặn,
Với kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi sự uy nghi của đàn cá mập. Trước khi bắt đầu buổi cho ăn, không khí dưới nước như tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có sự chuyển động nhẹ nhàng của cá mập và sự căng thẳng của những người quan sát. Khi bữa ăn bắt đầu, cá mập lao tới, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục về sức và sự tàn bạo của thiên nhiên. Đây là khoảnh khắc mà bạn sẽ cảm nhận rõ ràng nhất về sự hoang dã và vẻ đẹp đầy nguy hiểm của biển cả. Lặn ngắm rùa biển xanh tại biển Caribbean gần Akumal Bay, Riviera Maya, Cozumel, Quintana Roo, Mexico. Cảm ơn bạn đã cùng chúng tôi khám phá những kỳ quan tuyệt đẹp dưới lòng đại dương. Từ những đàn cá hồng vàng bơi lội rực rỡ tại rạn san hô Belize, cho đến những khoảnh khắc đáng nhớ bên rùa biển xanh tại Riviera Maya, mỗi cảnh tượng đều mang đến một cái nhìn sâu sắc về sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái biển. Hãy nhớ rằng, mỗi sinh vật mà chúng ta đã thấy đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của đại dương. Sự hiện diện của cá mập rạn san hô xám, cá trình moray bí ẩn và những đàn cá mập hùng vĩ chính là minh chứng cho sức mạnh của thiên nhiên. Chúng ta cần cùng nhau bảo vệ và gìn giữ những kho báu này cho thế hệ mai sau. Hãy tham gia hành trình bảo tồn biển để những thế giới dưới nước luôn sống mãi. Đừng quên nhấn nút theo dõi và chia sẻ video này để lan tỏa tình yêu dành cho đại dương. Hẹn gặp lại trong những cuộc phiêu lưu tiếp theo. Hãy luôn nhớ, đại dương cần chúng ta và chúng ta cần đại dương.